Chào mọi người đã trở lại channel của mình à. Thì rất lâu mình mới trở lại cái rap này. Thì cái hôm nay á, thì mình thực hiện cái thử thách đó chính là trở thành Gohan để có thể là biến thành Saiyan và thành Goku trả Gohan. Đây, ở đây thì mình có hai cái nhân vật ở thử thách tập lần này, đó chính là tiến hóa thành Gohan trước tiên nè, đây là Sohan, và ở đây chính là Sugoku, đây rồi thì là Emin. Và bên cái nhiệm vụ á, là tiến hóa gọi là maximum cái form của Gohan cũng như là form của Goku mọi người. Rồi trước tiên thì có Gohan thì mình sẽ dùng Gohan trước nha, nên là mình sẽ cất lại Goku ở trong đây, và tí nữa mình sẽ gọi là mình tiến hóa hết luôn cái dạng form Goku nha. Rồi và bây giờ thì dùng Gohan cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Trên đây đây là gọng kiểu như là mình mới tí có tí mình sẽ mình gọng chắc ra nha. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Mình nhận cấp cái gì Saiyan cấp 2 á, thì mình cần phải đạt ở level 50 các bạn. Đây các bạn nhìn này, nhân vật ở trong đây cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà kỹ năng thì mình thấy nó hơi cái gọi là cái kỳ á, nó hình như nó hơi bị lỗi, nó quýnh không ra các bạn ơi. Nhưng mà được cái là mình sẽ tiến hóa thành siêu Saiyan. Wow các bạn nhìn nè, khi mà mình gồng á là cái người mình kiểu có gió thổi bay bay cả áo mùi không. Rồi dùng cái chiêu này coi nào. Ui em thanh cực hay luôn. Ok mình để em thanh to hơn chút nè, rồi chữ ha mê và chúng ta trở thành người thường, đó là biến thành người thường bình thường hết chưa. Rồi và bây giờ cái nhiệm vụ của mình á là thể đi để nâng cấp cái cấp này lên cấp 50 các bạn ơi. Đây một Saiyan Warrior hả, combo trưởng. Ôi, ở đây rất là nhiều tộc này cấp 40 máu rồi, nên thành mình quýnh hơi bị dễ á. Rồi quýnh lần được mấy cái đồ này chắc là để nâng cấp ấy. Lại một thanh niên nữa nè. Ui chậm máu luôn. Đây hình như mình chữa nó không quýnh mình mọi người à. Cấp tình mọi người á. Ơi hụt rồi sao. Ok mình cân luôn. À mình hết năng lượng các bạn. Hết năng lượng thì chơi tay. Đấm nè, đấm. Mình không có thời gian hồng công năng lượng. Rồi để mình gồng năng lượng. Rồi các bạn nhìn gồng, nhìn chất lượng hết chưa. À anh đi lên đây này, một trưởng một cái bức chạy luôn mất máu chạy á. Saiyan mày hả bưởi, gọi trưởng cái văn à, nó bị xóa đi trí nhớ hay là chạy nè mày. Ok lượm thêm mớ năng lượng nè bạn. Saiyan Essence cái đó dùng làm gì không biết đâu. Đây chỉ cần cân mấy thằng này là mình sẽ lên cấp nó khó như là hay lên cấp nãy giờ mới level 1 à. Rồi cái này liền level 50 chắc tới một quýt luôn. Ở đây hôm nay có Gojo đó bạn, nói chung là anime khá là nhiều luôn. Rồi để qua này thạch nốt của anh cái đích mình để làm nút cái nhiệm vụ lên level 50. Ôi cậy hơi bị căng nha bạn, nhiệm vụ nâng cái gì cấp ra đây nó lên khá là chậm ấy. Rồi mình sẽ cố gắng luyện cho nó lên level 50 để nó tiến hóa sẽ già như thế nào. Trời ơi, quýnh nãy giờ chục thằng rồi mà chưa thấy lên cấp gì hết. Rồi mình nghĩ mình thiếu đồ ăn rồi, về nhà mình lấy cái đồ ăn đó đã. Đây rồi, có một bớ đồ ăn này đủ rồi. Để coi, mình có cái quest nào nhận cho Gohan không? Vào đây nè. Ôi, có nhiệm vụ nè. Ui, có cả đích kìa mọi người. Phải level 100 các bạn ơi. Goku. À Goku hoặc là Vegeta mọi người, có đích mọi người để hoàn thành nhiệm vụ nè. Level 100 mọi người ạ. Saiyan Warrior cái này giống có đích nhờ. Đây, mình đánh hết để mình lên cấp cho nó lẹ. Mình lựa mấy khứ bên Dragon Ball mình quýnh nha. Mày. Đây.
Sao ta nó không không thấy nó giật cấp vậy ta? Mày trời, trước cái bay lên nóc luôn rồi. Này mấy cái warrior tập 40 máu nó khá là ít kinh nghiệm sao? Hay là lượng mấy cục này mình ăn mà đớp lên nha, 80 nè. Để gồng lên năng lượng cái đã. Ơi, nghĩa là mình sẽ lên cấp 100 và khi mà Goku á mình sẽ mình lên mình quýt bại quýt mọi người ạ. Rồi. Rồi cuối cùng thì sau khi mình luyện nãy giờ thì cũng level 31 mọi người, đánh không biết bao nhiêu thằng Saiya Warrior rồi. Thì bây giờ á xong rồi nốt này nè, rồi mình sẽ tiến hóa mày ra. Nói chung là mấy thằng này cứ quýt. Cứ một thằng là được 10 XP, 10 thằng là được cấp. Đấy, mấy thằng này mình quýt cũng được. Ê, cái này hình như là gấp đôi cấp mọi người ạ. Đấy, mất. Thằng 100 XP hình như là quýt lần như các cấp luôn ấy. Ê, mình chết rồi mọi người ạ. À, nó bị kẹt góc rồi. Tránh khỏi khỏi trưởng đó các bạn. Mình quýt chạy thôi được rồi. Ở quýt cấp tình nhiều hơn, nhiều bay hơn, quýt này gần hơn cấp. Nói chung mà cấp nào nó cũng quýt, cứ quýt càng nhiều càng nhiều đến cấp. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt cái Gohan và mình mở lại nha. Mình ăn lại đã cho nó hồi máu đó. Rồi, ok. Người HP đang hồi nè. Được rồi, và bây giờ thì mình ủa, tính ra level 50 các bạn ơi. Nãy giờ quên, mình cứ nghĩ là level 30. À quên, 30 mới làm nhiệm vụ của Goku các bạn ơi. Nhiệm vụ Goku ở đây nè, trời ơi, làm luyện khí mồ nổi luôn. Ok ok, nghĩa là level 50. 50 thì mình mới đúng rồi, level 50 thì 30 là Goku. 30 là dành cho Goku, còn 50 là 50 là dành cho mình mọi người nè. Goku nè, phải giết một thằng bư mới được mọi người ạ. À. Còn mình thì không, mình không phải nhân vật Goku. Thành ra ok, mình sẽ đi luyện tiếp nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ solo với gọi là cha chú mọi người ạ. À. Cái đích dạng dạng này thì mình thấy hơi lạ lạ mọi người ạ. À. Cái dạng này giống nó đang nổi khùng nó đó, sao người nó xanh lè dạng avatar hay sao á. Được rồi, bây giờ thì mình đã cày đủ và bây giờ mình sẽ giết cái đích thôi. Ui, nó quýnh con mực chết luôn, nó quýnh cái gì đó đỏ ra cái mùi á. Hình như nó hơi ẩu các bạn ơi. Hơi trâu hay sao á. Ôi, bảo trâu rồi. Ui mẹ ơi, quýnh không xuống máu. Ôi, cái này toàn thôi. Ui, trâu lắm các bạn ơi. Mình sẽ chữa nó đi và nó sẽ không quýnh mình nha. Được rồi, kiếm mục tiêu khác mà đánh được các bạn. Trời ơi, nãy giờ cây bay bên kia giờ không cái đích ra đánh hết luôn mọi người. Đây rồi, ngoan, này Water Slayer. Đây rồi, mình quýnh khứ Water Slayer cũng được mọi người ạ. À. Mãi này Jujutsu các bạn. Quýnh mấy khứa này dễ các bạn, quýnh mấy khứa này đơn giản. Gặp mấy cấp tình cho nó lên cấp nhiều nhiều. Ôi, một thằng nữa, ok, một thằng nữa thì mình sẽ đủ cấp nha. Rồi, chuẩn bị mình sẽ chuyển hóa anh sẽ già trời, cái đít bên kia, cái đít corrupted bên kia nó khủng quá ta, nó ngồi quýnh nó ít mất máu á. Rồi, ok, level 50 rồi, được rồi, mình sẽ tắt bật lại cái kỹ năng của mình. Ok, ê, từ, bỏ này qua đây, bỏ xuống đây, đấy. Ok rồi nha, và bây giờ, các bạn đã sẵn sàng chưa? Được rồi, rồi, phải ga khúc này nè. Đây nha, xảy ra. Ôi, ngầu ghê chứ các bạn. Biết anh xảy ra nè. Ui, nhảy cao hơn. Ok, gần như là mình lột xác liền. Được rồi, cái đến ơi. Bây giờ mình sẽ solo lại nào. À, mình biết sao, chữ rồi. Hết energy các bạn á. Đây rồi, lên nào. Ôi, cái đích nè. Hí, trời ơi, chiêu này nó hồi lâu kìa các bạn. Trưởng đi, ok, bay ra nè. Bây giờ mình đủ sức rồi đó. Giờ solo với ông luôn.
triệu hồi ra cô trưởng cục mọi người. Cái lúc này cô hai bị gãy tay rồi mọi người. Quýnh với lại quýnh lại ai nhờ, quýnh với lại thằng thằng Summer Hulk. Ờ đúng rồi, mình nhớ là quýnh với lại Summer Hulk. Mà sau đó là bị Goku bị Summer Hulk giết chết rồi. Đó là còn mình Gohan. Gohan sẽ dùng một tay với lòng căm hận lên trưởng vô là có linh hồn của Goku qua trưởng. Thành ra là mọi người thấy là nãy có Goku trưởng rồi, mạnh lắm bạn ơi. Rồi không nổi sức mọi người ạ. Rồi trưởng này ông thám nó luôn á. Được rồi vậy thôi, được rồi. Vậy là nhân vật này là mình đã thành công mà chuyển hóa gọi là thức tỉnh Awakening Remove rồi kìa mọi người ha. Thức tỉnh Gohan mọi người ạ. Gohan biến thành Shiya. Đây. Đây không đủ năng lượng, không Awakening. Gohan có hai dạng thôi. You don't have Fury. Ủa Fury là gì nha? Fury là gì nhờ? Nãy mình đâu cần Fury đâu ta. Nãy mình biến hình cái một mà. Mình gặp cái này đâu có hỏi Fury đâu nha. Hỏi nó điên nó mới lên Fury sao á. Đúng rồi, quýnh combo đủ xong hỏi nó mới gọi là nó cho phép mà biến hình mà. Chưa đủ. Cái chiêu 2 chiêu 1 chiêu đậu nó bị lỗi sao nó không hiện lên đúng không ạ? Combo đủ kỹ năng thì mình sẽ biến hình được các bạn. Đúng rồi. Mỗi lần chơi combo á, nó sẽ cộng một Fury lên, cộng 5 điểm thôi. Bao nhiêu điểm mới được biến hình vậy? Chắc 100 điểm á, 100 cú trưởng à. À, 100 điểm rồi, nghĩa là chắc gần 100 để mình tí mình luyện Goku xong đó các bạn. Luyện Goku xong á thì chắc mới đập cái đít được, cái đít corrupted kia nó mạnh quá. 100 điểm mới biến thành Saiya được. Mình nghĩ là hồi đủ energy thôi chứ. May chiêu này nó hồi cũng khá là nhanh các bạn. Từ để mình hồi cho nó xong cái này đã. Hai cái nữa để biết Shiya là mình chuyển dạng Son Goku mình luyện nha. Rồi luyện quá là lâu luôn xong rồi. Cuối cùng mình nó về cái nhân vật này. Rồi ok, cái này là Shiya được rồi nè, chắc chắn mọi người luôn. Rồi mình hồi là 100 energy rồi mình gồng Shiya nè, mình chuyển qua dạng Goku mình train nha. Đúng rồi. Ôi, nhìn ngầu đét luôn các bạn ạ. Ôi, nhìn ngầu thật sự luôn rồi, nghe không? Ôi, đẹp ghê chưa kìa. Quá là đẹp luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đổi qua diện Goku. Ok, được rồi, vậy thôi. Giờ chỉ Goku nha. Hồi nãy là con trai Goku, giờ mình biết Goku. Cô mình nãy giờ luyện để quen dần có lại kỹ năng thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua diện Goku để mình train nha. Rồi ok. Và bây giờ Goku. Trời, Goku nhiều kill quá vậy. Ê, tính ra được hưởng cái cấp của cái ạc kia luôn các bạn ơi. Lần nãy cái mình luyện bên kia là cái ạc, bên đây là cái ạc này mình được thừa hưởng. Không phải cái ạc mà gọi là cái nhân vật mà được thừa hưởng cấp luôn các bạn. À thế thì mình đi luyện luôn. Ui có dịch chuyển tức thời đó các bạn ơi. Ui mẹ ơi, chết rồi, dịch cho tường đất rồi. Ui, dịch chỉ tức thời đó các bạn ơi. Đúng rồi, Goku có dịch chuyển. Mỗi lần dịch chuyển á, Goku sẽ mặc định là để cái tay nào nha. Mọi ha, mỗi lần mình dịch chuyển á, Goku sẽ để cái tay nào. Ui da, nhưng mà dịch chuyển bự quá, cái này là chi vậy đây. Crow. Ôi, gọc lên là nổ bên kia luôn à. Hame.
À, HB của Goku nhìn nó hơi bá nha. Rồi bây giờ mình cố gắng mình luyện cho nó mát cái Fury để mình biến thành Saiyan Goku mọi người ạ. Nè chơi này nè mọi người. Quay. Trời ơi, Goku có quả cầu khinh khi bay trời nhìn ghê mọi người ạ. Chơi cái hết năng lượng luôn, đậu xanh. Trời chiêu hồi khá là lâu luôn các bạn ơi. Rồi chiêu Goku hồi hơi bị lâu luôn á. Rồi mày luyện level có Goku luyện khá là dễ rồi đó. Để ăn miếng đã. Tí tóc vàng tính chi tính. Vô nào. Mày à, trời nó ăn quả cầu mà nó còn chút máu à. Vô. Rồi từ nha, đợi chú tóc vàng được thôi. Trời cay ghê chú tóc vàng các bạn ơi. Thôi thôi. Ham ơi nè, vô đây. Rồi nổ liên tục luôn, đốt cháy liên tục luôn. Trưởng mẹ đỡ đi. Ui chết rồi. Ôi cực kỳ mạnh nha. Giờ gặp lại cho nó hồi lại cái Fury. Nó hồi cái Fury nó biết si da mình đi làm nhiệm vụ của Goku luôn. Giờ phải mặc định là thấy spam nha. Spam đi qua đây làm là nhiệm vụ Goku nè. Có ngồi vô nè. Ok, bây giờ mình skip cái đoạn mình gặp Fury nha. Ok, cuối cùng cũng gồng xong các bạn, gồng muốn chết luôn rồi ạ. Mà Goku này gồng đúng lâu luôn nè. Và chúng ta có được đặc điểm là cái Hame của nó gồng được cực kỳ lâu luôn mọi người, thấy nhìn đỉnh không? À. Chứ. Ok và Fury mát rồi, bây giờ thì mình có thể biến thành Saiyan. Rồi thay vì rồi đó. Là biến thành Saiyan này lên lên Whiskey xong rồi. Wow. Ôi, ngầu vãi luôn các bạn. Ôi, biến hành Goku ấy đến hai nè. Rồi, xịn sò. Ok, lên Quýt Bù mọi người ạ. Để hẳn hẳn cái gì nó cấp Saiyan 2 mọi người ạ. Oh man. Ở trong này nó có cái vòng này. Mình không thể dùng chiêu kia được, mình bay ra sân đấu á. Rồi, giờ Bù là tiêu với mình rồi đấy. Đứng ngoài spam chiêu. Ui á. Mày hả Bù? Rồi quýt đứng ngoài này đánh thì thôi vô địch thiên hạ luôn. Bư này mới bao bư mập và yếu hơn mà bư ốp mạnh hơn mày hả Bư. Mình quýt này đồ chắc chắn quýt không lại luôn à. Quýt là Bư này cần phải xây da tóc dài mọi người. Hồi trước là gọi là xây da tóc chích. Rồi đứng đứng ngay chữa thì chắc nhỏ không đi thôi. Rồi đứng gần nó sẽ nổ cho nổ màu hồng. Tới đây bư, mày tới đây. Bà làm máu rồi mọi người à, tới gần năm chết. Đây rồi, chết chưa? Ôi cha, hụt mất tiêu rồi. Ôi, không có máu. Mày vô quýnh này có dễ hơn mọi người à. Ôi, trưởng, ui, ủa nó gồng cách bay mình luôn rồi. Rồi vô cắn thôi. Ba bự mập đúng mập luôn các bạn. Rồi vậy cho nó lẹ các bạn ơi. Đánh đập vậy cho nó lẹ. Rồi chữ cái tới bài luôn mấy đừng. Ui da. Ui lâu lâu nó lóc ở này nó chữ bay tút lút luôn. Rồi men được, bình tĩnh. Vô tường nào. Ui da. Mẹ đỡ đi. Mày không dám tắt xe già các bạn. Ui da, mất máu quá. Cái nào biết gồng nó chừng mạnh hơn không? Thôi gì mà chừng nhỏ lẻ các bạn. Bư này đừng đi à. Ai đừng có chơi chiêu kia cho Bư. Đậu xanh nó chơi cái chiêu kia chặt tút lút luôn á. Ui cái chiêu kia đau quá các bạn ơi. Uầy. Bánh mì còn không? Còn mì ăn đến mì các bạn ơi. Mì no rồi. Ui da, nó chừng đau quá các bạn ơi. Sao mình hết trưởng được luôn năng lượng rồi. Là dùng năng lượng nhiều quá không nghe tiếng luôn rồi. À, trời nó trưởng cái mất máu dữ ơi. Mày ăn của trưởng đây. Ham ơi. Bạn chờ đi đúng rồi. Bao mập. Ui da, trời nó cuốn cái kìa đâu dám ăn.
Vậy sao tôi quýt nó quýt nữa trời. Gần đi rồi. Trời ơi, giờ cấp thấp các bạn, cấp cao lắm thế này. Uầy, 17 máu. Mày hả bưởi, mình không dám dùng cái chiêu kia mọi người, cái chiêu. Ôi, ok, giết được rồi. Được SC3 mọi người à. SL1. À, hiểu rồi. Bây giờ mình snick cái này nè. Mình remove này đây, mình snick cái này. Ôi. Ok, biến được cái dạng 2 là dạng tóc dài đó các bạn. Mình unlock được dạng tóc dài mọi người thấy không? Rồi, you die every unit fury 300. Ê, bây giờ mình lên được gọi là trưởng spam kiểu ui, lên cấp 300 bây giờ, trưởng 300 hơi đuối nha. Spam hơi đuối á. Ôi, nhìn giờ trưởng có vẻ cháy hơn mọi người ạ. Nè, nếu mà đứng ở đây mình trưởng ở đây khỏi phải bàn luôn. Mấy này cứ chết cái là còn kia nó bị bay khỏi sàn đấu. Này không có tiêu hả? Rồi để tôi gồng lại. Trời 300 giờ chữ 300 gồng 300 để biết cấp cấp độ kia thấy nó hơi ải chỉa các bạn. Rồi lên nè. Mà bất diệt xe da luôn cay thế nha. Ôi combo dữ vậy. Lại một chữ nó đi liền á. Ok, giờ mình sẽ gọc xe da. Trời mới quýnh thằng kia là cái cáp cái áo choàng của Zeno cô các bạn. Cậu là được mới giáp luôn các bạn ơi, nhìn nè. Rồi, cậu mình mặc được cô mặc áo choàng của Zeno cô nhìn chất lượng nha. Nhìn xịn đây à. Khứa này để dùng để nhân vật cá đích các bạn ơi, mà mình không không đủ level nhưng cá đích hình như là phải quýnh cá đích, quýnh cái đó để unlock cái xe da xanh này sao á. Mình mới quýnh được Zeno cô rớt cái áo nè. Giờ ráng đi gồng xong cái kia đó cho nó biến hình. Rồi mình chơi ngu luôn mọi người, mình nhận nhiệm vụ của thằng Renu cu quýt bả cái da đó các bạn ơi. Ăn hành thiệt chứ. Rồi chơi quýt chết. Được rồi, chơi lỡ rồi, lỡ chơi lớn rồi, chơi luôn. Mày hả bưởi. À cái da, chơi luôn. Sợ rồi, sợ. Ui à, ôi nó quýnh nhanh quá, nó di chuyển. À, nó đang ban ngày. Ui dù chết mình luôn mọi người á. Uầy. Trời, nó mạnh, dã man luôn các bạn ơi. Mày hả bụi. Mày tính nó sợ hả? Cưng luôn, ngại với bẩn. Vô nè. Ôi, quýnh cung nửa máu. Láo à. Mày hả bưởi. Ui da, dịch chuyển cái rớt trong nước luôn rồi. Dạ, mình hết năng lượng. Ôi da, trời. Ôi, hết năng lượng để nó đắp. Thôi, xong luôn. Rồi, biết ngay hết năng lượng là chết liền. Nên chưa biến được cái dạng xe da này không quýnh được đó. Ôi, châu cái nó combo đúng phê luôn á. Mà máy nó combo trời mọi người nó quýnh nha. Máy mà nó quýnh combo ác rồi chứ. Rồi, từ từ để mình ra mình gọc lại. Cay chưa biết sẽ ra được quýnh yếu nhất à. Nó cho mẹ quá cậu kinh khi. Chưa hồi xong bạn ơi. Combo, ui da, nó combo một cái combo đau thật sự luôn. Rồi, học chiêu cái chiêu mạnh nhất của tôi. Ôi, nó quýt, bay về làng, tới luôn á. Láo à. Goku chưa biết Shiza, chưa biết Shiza đấy, mình cưng nó rồi đó các bạn. Đang để dành biết Shiza tóc dài kìa. À, đúng rồi. Rồi để mình biết xây da tóc dài à, nằm khứa này là mình gần chết rồi. Hi chà, ta cay thế nhờ. Rồi để mình gặp đủ cái Fury đã. Trời này nó bán rồi hồi năng lượng, nãy mình không để ý các bạn. Cái cục enemy. Hồi cái quá trời năng lượng đỡ gồng các bạn. Nè,
gồng đầy đủ, mình gọi họ lại năng lượng. Trời, gồng đúng mệt luôn. Đấy, trời ơi, được rồi, Suya thôi mọi người. Thời khắc là điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ biến hình thành Suya. Trời ơi, nó ngầu, dã man luôn. Đây, bỏ chạy nè coi. Quá là ngầu các bạn ơi. Rồi xịn sao con bò luôn. Rồi tóc dài nè, quýnh lại cứ kêu rồi. Đâu rồi? Ây ây ây, trời, bữa nay nó có một à. Mày á bữa. Lấy cái này hồi năng lượng cho nó nhanh các bạn, đỡ ngầu. Ai gặp tới đâu cũng nhanh. Mày hả bữa giờ thì cứ push skill liên tục luôn. Có mình này rồi. Ui, nó mạnh lắm. Ui. Rồi giờ có mẹ em biết này mình châu bò hơn mày. Biết này châu bò hơn mình chạy ra ngoài. Bên ngoài mình trưởng chứ. Rồi. Cái chiêu này như. Ui. Cái chiêu kia mình mới quýnh muốn ta. Hay là mày nó không tới vậy? Mày hả bụi? Trời ơi, chạy, thằng này nó khứa mạnh lắm. Combo tự quen tay giờ các bạn. Hồi năng lượng lên, hồi năng lượng lên, đánh tiếp. Mày hả bụi? Chảy chưa, khét chưa. Ôi, biến cấp này quýnh thoải mái luôn. Ui. Ôi, ăn cái chiêu đó hơi mệt á. Chúng ta nói không với lại cái việc đứng gặp bằng tay nha. Mày hả bụi? Dịch chuyển thấp quá mọi người. Trong phim dịch chuyển nguyên một cái hành tinh luôn. Rồi, tới giờ ăn quả cầu khi đó, ăn quả cầu khi nha. Uầy, hút một cái bay vô mọi người, chiêu kia mạnh mọi người á. Cái này mà không chết đi thôi chứ. Rồi, chết queo rồi kìa. Rồi, đúng là Suya cấp 3 có khác mọi người à. Tóc dài vô nó phải đẳng cấp chứ đúng không? Rồi, nãy tôi yếu với gồng vô cái là quýnh combo chết ngắt liền luôn. Đấy. Trời, bây giờ thì nó gọi là nhóc con các bạn ơi. Nãy nó quýnh mà không xin nhê luôn. Kêu gọi ra hả? Đấm. Ê, quýt hơi căng nha. Quýt là level 100 các bạn ơi. Để ôi, đồ khứa này quýt đầu chứ. Cô cu nhưng mà làm xong nhiệm vụ rồi mọi người, 30 rồi. À, quýt nữa được hả? À da, bự đi hả? Ờ, lấy bự liền level cũng được. Đây này, để dùng chiêu Talon coi. Bởi hùng mất tiêu các bạn. Trời ơi, nó quýnh kìa. Đau quá. Bư này nó trâu của ta sao quýnh đam. Rồi luôn xong luôn rồi. Được rồi, nếu mình up level lên cho nó maximum luôn mới được. Thôi, và bây giờ thì là cân 3 các bạn ạ. Biết Goku này bây giờ thì cân 3. Bư này liền măng ạ. Rồi, chắc tới nơi. Ui, từ. Không sao, cân 3 hôm nay vẫn có điều bất khả thi các bạn ạ. Nãy giờ do mình chết nhiều lần quá nên thành ra bư nó sinh ra hơi bị nhiều các bạn ạ. Không sao anh đông thế. Ê, lộn. Chữ hẹn ba đứa nè. Rồi chúng có đứa à, trời quá cầu nó hồi lâu quá. Cái chiêu này không dùng được với bư mọi người ạ. Mấy con khác thì dùng được, mấy này dùng được. Bây giờ thì ra thoải mái rồi. Ê, chết. Mỗi lần chết là lên đây là lên thẳng á. Oh no. Rồi luôn, nó cấp cái chết luôn mà cay nha. Mình quýnh tay nó cảm giác
yếu hay sao á. Mình giờ phải lên lên gặp lại mấy khứa đó. Lên thằng rồi vũ hết bốn thằng quýnh quýnh lần trưởng lần cả đủ lên trên đúp quạng rồi. Rồi vô đây đi các khứa, các khứa ví dụ ok mày giết lần ba thằng luôn các bạn, dụ vô ăn cái quá cầu chết lần ba thằng luôn các bạn, liền level nãy kêu vậy đó các bạn, cứ vô liên tục spam liên tục là cứ lên chữ lên chữ lên chữ là mình biết cách mà dịch chuyển chữ có dịch chuyển á, thành ra đã dịch chuyển liên tục. Và bây giờ á tiếp theo là tới này mới ghê nè, nè nè tới này mới ghê nè, quýt bài thằng quýt các bạn, mày á quýt 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 thằng quýt thì mình sẽ được cái kỹ năng mới nha, không phải kỹ năng mới mà là skill mới. Mình quýt là hơi cùi, quýt này quýt được á, quýt này quýt được á. Rồi 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 quýt kiểu này là chết với tôi rồi, chính vô dách là chết với tôi rồi, cầm gậy nãy giờ cầm gậy đã múa cột là chết luôn rồi. Rồi bây giờ thì mình dùng cái này mình đấm tay rồi mọi người, chứ quýt combo một chiêu lâu lắm các bạn ơi. Thôi vậy cũng được rồi, lâu lâu hỏi trưởng trưởng cái quýt tính ra đâu quýt không bằng bư bư, nó có trò gồng cái này bay tùm lum luôn. Rồi cho nhảy cái tầng là tầng này luôn, oai nửa máu quýt này yếu à, yếu hơn bư nữa là tiêu rồi. Quýt này có vẻ yếu hơn bư nữa các bạn ơi, bư nó tính ra nó còn mạnh hơn á. Cho này NPC không mọi người, nhưng mà bên ngoài nó mạnh lắm đó, thần mà các bạn. Rồi bây giờ mình tiêu diệt quýt để mình unlock cái kỹ năng tóc tóc xanh hay sao á. Cấp trong đây nó không ảnh hưởng, cấp đây nó chỉ bị ràng buộc về cái gọi là mình chuyển hóa ở nhân vật thôi. Rồi ok, unlock gì không ghi gì hết vậy. Goku Senator 160 à, cái này là quýt tiếp theo các bạn ơi. Kill quýt 100%, à bây giờ mới là kill quýt 100% nè. Ui Sia 3 hả? Ôi trời ơi chết luôn rồi, đậu xanh quýt nó mạnh quá. Thằng quýt nó mới mạnh các bạn ơi, trời đậu xanh nó đâm chết rồi, trời nãy ngu ghê. Cũng là nãy là mình đâm nó cho nó dính vô dách, nhưng mình đứng im mình gồng 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 hồi nó đập mình thể luôn. Giờ lên quýnh hai thằng xuống quýnh lại trời. Rồi luôn, tới luôn, tới mình luôn, mình kêu mấy thằng. Ôi ơi, nãy mới chơi, 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 ừ chơi. Bây giờ là tới công chuyện luôn rồi. Ui, nó hút lại kìa. Thôi, không làm chơi nha, không chơi nha, không chơi nha. Mọi người bên nha. Chưởng nó bay ok. Này skill nó mạnh quá. Trời quýt bể đất luôn. Mày đang ơi. Mở kia đất đất rồi. Ờ được rồi, quýt nè. À vẫn bị bắt à. Ui á, nó không cấp được mình đầu mình. Chỉ cần bại này thôi mình sẽ unlock được kỹ năng tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ. Bài này ráng quýnh chết thôi. Vô dách đi, vô dách đi bà ơi. Vô dách đi bà, quýnh dữ quá. Ôi da. Mày nó dịch chuyển tới người mình, tới sát mình được ấy. À cấu được nửa máu rồi đó. Mày nó dịch chuyển nhiều quá, đi chọi quýnh một lần có xíu máu à. Ơi. Ui, HP 400 các bạn ơi. Hồi nãy sao mà nó không HP 400, nãy HP 30. Ui giời, như vậy còn sợ gì nữa. Đậu xanh. Trời này cực 2, cực 2, cực 2. Ui, nãy máu ít sợ gì giờ, máu này sợ gì nữa. Cực 2 luôn, hai thằng đi vô đây, hai thằng hơi ít, hai thằng hơi ít. Mà chết cái này là chết luôn nha. Chết này là ba thằng á. Vô nó ra ba. Ok ok, chạy chạy đi mình hỏi mana cái đó.
quá à. Nó trình diễn qua mọi người thấy không? Rồi ta sẽ cho tụi bay ăn quả cầu kinh khi trong địa nè. Tính ra không chơi chiêu rú mọi người à. Tính ra chụp quả cầu cho rớt này luôn vậy. Chưa nóc được mà. Nấu xanh chơi kiểu bay bay đang sạc đấu rớt đây luôn các bạn ơi. Vô lại chết rồi, giờ vô lại ba thằng đó. Sao xong? Ba thằng các bạn. Cửa này rớt ra ngoài nè. À vô lại đúng rồi, vô đây. Này nó gần chết nè. Kỹ năng kia chơi đất được rồi, trên đây nó bị lỗi. Ok, chọn đúng thằng chơi một bây giờ. Ba thằng đánh đâu quá. Nãy giờ hai thằng đánh chơi ba thằng cũng hơi hơi cho hai. Biết nào biết máu đúng rồi. Cần hai luôn, được chơi luôn, vô luôn, vô luôn. Bàn tay vô đây, bàn vô đây. Giờ cửa nào quýt thiếu máu quá trời. Cút ra trời ơi là trời, ba thằng chắc đi ra ngoài spam quá à, bay ra ngoài chứ giết được một thằng là mình sẽ lóc một kêu không có lộn thằng đó rồi. Hai đang phá, hai đang phá. Ui sai thằng rồi, sai thằng rồi. Sai thằng luôn. Trời nó chóng mặt luôn á. Đúng thằng này nè. Ôi hai này là mình mù mặt, mù mắt luôn mọi người. Nó chơi chiêu kêu mù mắt quá. Nó chí sát người luôn á. Chị gia này sợ rồi đó. Ủa giết đó là bà ta. À mình level 60 mình sẽ gặp mình ở gì ta, Sejagot thì mình level 60 mình nói chuyện với thằng Xanh Long các bạn ơi. Mình chơi mình phát mình lên mình đập thằng Quýt luôn. Nó bị lỗi sao, nó lỗi quét hay sao á. Được rồi, bây giờ qua gặp Xanh Long các bạn ơi. Kiếm mãi, cuối cùng ra Xanh Long các bạn ơi. Đây nè. Được rồi, từ từ nói chuyện với ông đó. Sejagot à. Trời ơi, mình quýnh thằng kia bãi cái mình unlock hết skill luôn các bạn ơi. Đây nè nè. Sejagot nè. Ôi ôi. Đó, mình quýnh bại thằng kia nãy 3 lần ra nó unlock luôn cho mình. Tới thằng Intix luôn rồi. Tóc xanh blue. À, nãy quýnh quýnh đầu được cái kỹ năng. Ê mà nhưng mà kỹ năng này không thấy, không thấy được cộng cái kỹ năng gì hết trời. Kỹ năng cơ bản không à. Về nhà được nào ta. Thằng vũ trụ nữa. Kill Bill 100%. Mình không, mình là cả đích mới quýnh được các bạn. Goku này không bay được, chết. Goku đang chạy bộ không à. Rồi để thử mình biết dạng Instinct coi. Coi nó có gì đặc biệt nha. Ui. À mình được có 12 lần né các bạn ơi. Rồi. Ôi đúng thần vũ thần, biến anh thần các bạn ơi. Biến anh thần nhìn ngầu đét lên liền nè. À. Ok luôn. Biến anh thần có vẻ hơi khác nha. Rồi. Ngầu các bạn, ngầu kinh không?
cơ bắp cuồn cuộn à, đúng đẹp luôn. À có chiêu mới nè, có chiêu chiêu trưởng này không có nào thử tay nhiệm vụ mình quýnh quá quýnh giờ không ra lính luôn à, tất cả nhiệm vụ không à. Còn cái chiêu chiêu này nó đâu có cộng gì đâu ta, đâu trưởng chúng hay là chúng có người nó mới có target nó mới tính ra chứ mình trưởng mình thấy không ra gì luôn. Cái này đấy là biến thần phải thêm hiệu ứng là cái màu trắng 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 nó bay 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 lên rồi đúng mới đúng được rồi bạn ơi, chắc là video của mình tới đây là kết thúc rồi, rồi để mình chờ đợi cái skill này lại để mình trưởng mình target coi nó có được không nha, giống như cái skill mà kêu S3 hồi khá là lâu chắc là khá là mạnh hay sao. Rồi đó trên kia hai thằng mấy khứa kia nó cứ gồng cái chiêu đó nhìn lé mắt luôn á. Rồi để cho cái chiêu này nó hồi xong nha, cuộc đào lâu phết ra chắc mấy phút luôn á. Chưa hồi xong nữa. Mày thích kêu cái không tác dụng người giống kêu bị lỗi mọi người, chi này bị lỗi sao, chiêu này trưởng cái là dính liền luôn, còn cái kia đó kia là ôi trời à cái form nó rộng dã man luôn các bạn ơi, trời đất cái cục cái quả cầu tú luôn ở đây mà bị dính luôn nè, cái phạm vi nó rộng hơn hay sao, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, phạm vi rộng hơn nhiều luôn á. Wow nè mọi người thấy không, ném 12 cái nè thôi ơi tự né nhìn đỉnh mọi người. Rồi né được 12 cái rồi bị ghê luôn á. Đánh nó né thì đỉnh luôn rồi. Ok xong 12 cái nó quýnh được nha. Mày à mọi quá là cơ bắp. Ok mọi người, video của mình tới đây kết thúc rồi mọi người. Nếu mà thích video này của mình đừng quên để lại like, subscribe, ủng hộ cho mình nha. Và bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.